Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Tân Phát. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách cài đặt máy in GD800 từ cách lắp giấy đến cách cài đặt của mình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt driver của máy in hãng Zebra. Trước tiên các bạn tải cái driver về. Cái ứng dụng này thì các bạn có thể download trên trang web tânphát.com.vn. Cái ứng dụng này thì có thể tích hợp được cho cả các dòng máy in khác như là Zebra GC420, Zebra GT800 hoặc là ZT230 hoặc là ZT410. Thì các bạn kích nút để cài nó giống như các cái driver của các loại máy in khác, dễ đơn giản thôi. Trình cài đặt này. Trước tiên khi các bạn cài đặt thì các bạn vào cái phần control panel này. Các bạn cắm máy in vào xem thiết bị của mình đã có ở đây chưa. Nếu như có thì hiện tên ở đây này. Của mình đã hiện đây rồi. Ở đây các bạn chọn luôn, nó sẽ tự động nhận là USB 1. Như vậy là mình đã cài thành công. Đây nó hiện ra đây rồi này. Ở trong này các bạn có thể tùy chọn là chỉnh cái kích thước của giấy. Ở cái phần này, Quick Setup này, Edit này. Ở đây mình có thể đặt là mm cũng được. Nó tự động chuyển đổi sang in. In thử rồi. Sau khi giấy trôi ra có cái dòng test là ok, các bạn có thể bắt đầu in vào thời gian bình thường. Chúc các bạn thành công. Có bất kỳ thắc mắc gì hoặc là trong quá trình dùng cần hỗ trợ thông tin, các bạn cứ để lại comment phía dưới để mình hỗ trợ thêm. Cảm ơn các bạn, chào các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video thật sự hữu ích thì hãy nhấn like, share, subscribe kênh của mình. Cùng với đó là đừng quên nút chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Tân Phát. Xin cảm ơn các bạn.